Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Kính chào quý vị khán giả của kênh Tin tức Online. Sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, gia tộc của ông đã trải qua những sóng gió và tranh cãi không ngờ. Vấn đề tranh chấp thừa kế tài sản đã trở thành trung tâm của những mâu thuẫn và đấu đá trong gia đình. Một điểm nổi bật là tranh chấp về nguồn gốc và quan hệ gia đình của Hồng Loan, người được cho là con gái duy nhất của Vũ Linh. Ngay sau khi ông qua đời, những người mà Hồng Loan từng cho là người thân ruột thịt đã phủ nhận mối quan hệ này và xem cô như là con nuôi. Hồng Loan không chịu chấp nhận sự phủ định này và sẵn sàng thực hiện xét nghiệm ADN để chứng minh mối liên hệ ruột thịt với Vũ Linh. Trong gia đình cũng có những tranh chấp và căng thẳng giữa các thành viên. Mẹ ruột của Hồng Loan, nghệ sĩ Hồng Nhung đã tiếp tục gây tranh cãi khi mà khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột và tố cáo những người thân khác trong gia đình có những hành động trục lợi và gieo rắc sự phiền toái sau cái chết của Vũ Linh. Cộng đồng mạng cũng trở thành một nơi đầy căng thẳng trong gia tộc này. Các tranh luận gay gắt và chỉ trích đã lan truyền trên mạng xã hội, tác động đến hình ảnh và danh dự của gia đình Vũ Linh. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái được cho là có ý bình với con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cụ thể, nữ ca sĩ này đã viết như sau. Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì liên hệ với chị nhé. Thường ba Linh chết rồi cũng không yên, vừa phải thôi. Và thưa quý vị, dòng chia sẻ nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm đến từ phía cộng đồng mạng. Ngay lập tức bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ khi mà Lâm Khánh Chi không ngại lên tiếng bảo vệ con gái của cha nuôi. Đồng thời, netizen cũng chia sẻ những quan điểm riêng xoay quanh những lùm xùm nội chiến của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ đến Lâm Khánh Chi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào ngày 5 tháng 3 vừa qua sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng ẩn ý nói Hồng Loan là con nuôi. Để đáp trả lại ý đó, mới đây, ngay tại mộ phần của cố nghệ sĩ, Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô. Hồng Loan bức xúc và chia sẻ, ngày ba em mất, gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú Bảy, tức là nghệ sĩ Tiểu Linh, đi xét nghiệm ADN với em sẵn sàng làm chuyện đó. Và sau gần 3 tháng ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình liên tục xảy ra những lục đục giữa Hồng Loan, con gái và Hồng Nhung, Hồng Phượng, em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ này về việc tranh chấp tài sản. Hiện tại, lùm xùm gia đình Vũ Linh đang là đề tài bàn tán xôn xao của dư luận mạng. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất về vụ việc này.